tối ngày mùng 2 tháng 9, hàng ngàn người dân và du khách đã kéo về cầu Rồng để xem rồng phun lửa, phun nước chào mừng lễ Quốc khánh. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9, nên lượng khách du lịch đến với Đà Nẵng tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tần suất các chuyến bay dịp lễ 2 tháng 9 năm nay tăng mạnh, có gần 750 chuyến bay. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9, riêng ngày mùng 1 tháng 9 có hơn 260 chuyến bay đến và đi. Từ 8 giờ tối đã có rất đông du khách, người dân có mặt trên cầu Rồng để tham quan, chờ ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa khi đến Đà Nẵng. Càng về khuya dòng người đổ xô về quanh cầu Rồng càng đông. Đến với Đà Nẵng trong dịp lễ này, du khách sẽ được tận hưởng nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời hấp dẫn, sôi động. Sau khi rồng phun lửa, phun nước kết thúc, dòng người chen nhau ra về, trên mặt ai cũng nở nụ cười mãn nguyện với kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa.